Mỹ không, chương 14. Chợt bừng tỉnh giấc, ngọc diện tiểu phi long đã biến mất sau lưng. Tối hôm kết thúc biểu diễn văn nghệ, công ty mở tiệc chiêu đãi các nhân viên mới. Những người trong ban lãnh đạo gần như đều xuất hiện trong bữa tiệc. Sau khi phát biểu, lãnh đạo công ty bắt đầu đi từng bàn chúc rượu, thể hiện sự quan tâm đối với nhân viên mới. Phần lớn những người mới không nói gì nhiều. Dĩ nhiên cũng có một số ít khá sắc sảo, chủ động mời lại lãnh đạo, nói một vài câu tân bốc. Trịnh Vi và Thiếu Nghi ngồi cùng một bàn. Cô còn chưa quen với những cảnh tiếp đãi lễ nghi như thế này, chỉ thấy có những người nói thực sự khó lọc tai. Khiến người từ trước đến nay nổi tiếng vì sự dẻo mồm như cô cũng thấy không thể chịu nổi. Cuối cùng mấy vị lãnh đạo đã đi đến bàn bọn họ. Mọi người đều nhất tề đứng dậy, Nghe một cô gái hình như là thư ký Trông rất xinh đẹp, năng động Giới thiệu từng người Ai là tổng giám đốc, ai là bí thư đảng ủy Còn có cả phó tổng giám đốc, giám đốc kỹ thuật chủ tịch công đoàn Giới thiệu xong một vòng Trịnh Vy thấy u cả tai Chỉ biết trước mắt mình là tổng 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 Bất kể thế nào cứ việc cười nhẹ nhàng trước lãnh đạo Sẽ không sợ thật lễ Với tư cách là trợ lý tổng giám đốc Chu Cù cũng có mặt. Trong mắt Trịnh Vi, anh ta có thể được xếp vào hàng chú. Nhưng đứng giữa giàn lãnh đạo, đầu hói bụng vệ, lại nổi bật chẳng khác gì như chú Hạc đứng giữa bầy gà, khiến Trịnh Vi cảm thấy đối tượng để chiếu để đối chiếu có một vai trò vô cùng quan trọng. Lúc này đây, chú Cù không hề tỏ ra để ý đặc biệt với Trịnh Vi, cũng như bao người khác. Trịnh Vi cũng cúi người chạm cốc cùng với lãnh đạo dường như các vị lãnh đạo đều tỏ ra rất có hứng thú khi bàn này xuất hiện hai cô gái họ đều khen họ là hai đóa hoa xinh xắn trong tập đoàn kiến trúc trung quốc năm nay còn nói từ nay trở đi các anh chàng đơn thân trong công ty lại bắt đầu một cuộc chiến đổ máu mới không biết vị tổng nào đề nghị bảo hai cô rót đầy chén mỗi cô uống với lãnh đạo bà chén mọi người xung quanh bắt đầu thi nhau vào hùa và hưởng ứng dường như tâm điểm của mọi sự chú ý đều tập trung ở bàn này đến chúc đều là chúc lãnh đạo to họ đã có lời thì các chú lính mới cũng không thể không phục tùng trịnh vi cầm chén rượu lên bật ra thấy hơi khó xử cô không phải là người thích nhõng nhẽo nhưng trước đây ở đại học cùng lắm cũng chỉ uống bia cô chưa bao giờ chạm vào một ngụm rượu trắng nào chén đầu tiên mời tập thể cô không uống ngụm nào chỉ chạm môi vào rượu đã thấy cay xè cô sợ mình không chịu được nồng độ này say thì mất mặt lắm dường như thiếu nghi cũng bối rối mặt đỏ chẳng kém gì trịnh vi cô có người lên tiếng cổ vũ ánh mắt của mấy vị lãnh đạo đổ dồn về phía họ thật đúng là cưỡi hổ khó xuống con gái phải biết uống một chút rượu cũng tốt trông càng mạnh mẽ hơn. Các nữ tướng trong tập đoàn kiến trúc Trung Quốc của chúng ta cần sự mạnh mẽ đó. Hiếm khi các vị lãnh đạo đều có mặt, không phải người nào cũng có cơ hội được chạm liền ba chén với lãnh đạo đâu. Vẫn là cô gái xinh đẹp đi cùng đó nói. Tiểu thi nói đúng đó, Tổng Giám Đốc bình cười. Trịnh Vi thẩm nghĩ, à, đúng là đứng ngoài nói vào thì dễ, cho chị cơ hội vào xem chị có làm được không. Vô tình ánh mắt cô liếc về phía Chu Củ, thấy hình như anh khẽ gật đầu với cô. Trịnh Vi lập tức hiểu ý, cô khẽ nghiến răng, đổ dồn một lúc ba chén rượu nhỏ vào một cái cốc lớn, sau đó nâng cốc nói to. À em chưa bao giờ uống rượu trắng cả, để em hết một hơi luôn. Em xin mời các vị lãnh đạo ạ. Mọi người trước kịp phản ứng thì cô đã uống ực một hơi hết sạch. Rượu cay khiến mặt cô đỏ tưng bừng nước mặt suýt chảo ra. chúc Cù vỗ tay đầu tiên, lập tức mọi người liền vỗ tay theo. À, các vị lãnh đạo đều khen cô gái này thật là thú vị. Tiếp đó, ánh mắt mọi người lại đổ dồn về phía Thiếu Nghi đang ngồi đối diện với Trịnh Vi. Thiếu Nghi không nâng cấp, lặng lẽ đứng đó. Nghe thấy có người dục mình, cô liền nói một câu, "Em xin lỗi, em không uống rượu." Cô gái được gọi là Tiểu Thi bèn cười và nói, "Bình thường không uống, bây giờ luyện tập một chút cũng không có sao." Thiếu Nghi vẫn không nói gì, cuối cùng chấp sự im lặng và ánh mắt chăm chú của mọi người, cô nói một câu, "Em không nghĩ rằng em cần sự luyện tập này, uống rượu không liên quan gì đến năng lực công tác của em." Mọi người khẽ nhíu nhau, mày nhìn nhau, may mà lãnh đạo là người từng trải cũng không chấp vật với cô, cười khà khà và nói với nhau. <laughs> cô gái này cũng cá tính đấy. Cả hai cô gái đều có cá tính. Khi họ đi rồi, Trịnh Vi mới hết thấp thỏm, cô cảm thấy khắp người nóng bừng, mượn hơi men, cô liền giơ ngón tay cái về phía Thiếu Nghi, cậu gấu thật. Cô tưởng mình sẽ say, đầu cô cũng quay cuồng một hồi, nhưng trên đường về gặp cơn gió khẽ dùng mình, dần dần lại thấy đầu óc tỉnh táo, cô thầm nghĩ, đi làm đáng sợ thật. Hôm sau là ngày quyết định số phận của các nhân viên mới. Buổi họp được tổ chức tại hội trường lớn của công ty. Lãnh đạo ngồi trên, lính mới ngồi dưới. Các nhân viên phụ trách tuyến giữa đã gặp tối hôm qua cũng có mặt. Cuối cùng trưởng phòng nhân sự bước lên, rút ra một danh sách lần lượt đọc nơi đến của từng người. XXX, công ty 9XX, công ty bất động sản. Nghe nói sau khi tan học, các nhân viên sẽ được lãnh đạo của các công ty đưa về. Bất giác cô cảm thấy buồn cười, thật là khôi hài, giống như đám gia súc được đưa lên chợ. À, mọi người chọn xong những con lừa và con ngựa theo đúng ý của mình, trả tiền xong rồi tự dắt về nhà. Từ đó phó mặc cho số phận, mặc cho người ta nô dịch. Đang cố nín cười, Trịnh Vi nghe thấy tên mình. Trịnh Vi, công ty 2. Ố, cô được vào công ty 2 ư? Có đúng là cô được vào công ty 2 như lời đồn hay không? Trịnh Vi khẽ véo vào mình một cái đau thật đau thật. Nhưng mà tại sao lại như vậy? Nếu điều này vẫn chưa đủ làm cho cô kinh ngạc, thì tiếp theo đó nơi đến của thiếu nghi mới thực sự khiến cô bất ngờ. Thiếu nghi bị phân về công ty Thụy Thông. Thụy Thông tức là công ty dịch vụ. Mặc dù cũng nằm trong phạm vi quản lý của Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc, nhưng tài sản và chế độ biên chế đều nằm ngoài doanh nghiệp nhà nước. Dịch vụ thì cũng không sao. Tập đoàn kiến trúc Trung Quốc có khá nhiều công ty dịch vụ, cũng không thiếu đơn vị làm ăn tốt, nhưng Thụy Thông là đơn vị làm ăn kém nhất. Mấy lần xảy ra sự cố an toàn lao động nghiêm trọng, nằm nào cũng rơi vào tình trạng thua lỗ. Cần nhân tài không có nhân tài, cần thiết bị không có thiết bị. Mặc dù nói cũng ở thành phố G, nhưng các công trình nhận được đều là những công trình công trình các công ty khác không thèm làm, vừa vất vả lại vừa ít tiền. Trịnh Vi thấy khó hiểu, Thiếu Nghi được phá lệ vào công ty, gia đình cũng có cửa đi riêng, tại sao lại để rơi vào hoàn cảnh này? Nhưng Thiếu Nghi mặt vẫn thản nhiên ngồi yên ở đó, dường như không hề cảm thấy bất ngờ trước kết quả này. Trịnh Vi và hai nhân viên nam khác được một người đàn ông tầm tuổi trung niên hòa nhã đưa về văn phòng làm việc của công ty 2. Sau này cô mới biết đây là phó giám đốc của công ty 2 họ Vương, chuyên quản lý công tác thi công và an toàn lao động. Ngày đầu tiên đi làm chính thức, cô bị gọi riêng đến phòng nhân sự của tổng của công ty 2. Trưởng phòng nhân sự rất lịch sự với cô, không những mời cô ngồi, còn sai người rót nước cho cô. Trịnh Vi thấy hơi bất ngờ vì được tiếp đãi như vậy. Cô cầm cốc nước rồi dò hỏi, "Dạ, em sẽ vào phòng chuyên môn nào ạ?" Trưởng phòng nhân sự cười, <cười> "Em không phải đi phòng chuyên môn nào hết. Tại sao á?" À? Trịnh Vy thực sự bất ngờ. <laughs> "Các anh đã có sự sắp xếp riêng đối với em. Công việc của em là nằm ở phòng giám đốc." "Phòng giám đốc?" Trịnh Vy nhắc lại, "Đúng vậy." Vị trưởng phòng nhân sự khá béo nói, "À, em rất là may mắn nhá." không phải ra công trường không những ở phòng giám đốc mà em còn là thư ký giám đốc của công ty hai chúng ta cộc nước trong tài trịnh vì suýt nữa đổ em em làm thư ký Ê, trưởng phòng ơi anh có nhầm không ạ à? em học xây dựng làm sao làm được thư ký dường như vị trưởng phòng nhân sự giật bắn mình vì sự phản ứng quá gai gắt của cô việc này làm sao có thể nhầm được không được không được đâu ạ à. mong anh xem xét lại cho em em không đảm nhiệm được công việc này đâu ạ à. để em làm thư ký Ê, thật hoang đường thật hoàn được buồn cười quá à. một là em không chu đáo cẩn thận hay là em viết lách không tốt và chuyên ngành cũng không phù hợp em học 4 năm xây dựng thành ra bỏ không à. cô đặt cốc nước xuống không đợi vị trưởng phòng nói thêm liền đứng lên em nghe tôi nói đã đây không phải là sự sắp xếp của tôi mà là quyết định từ trên trừ phi em không định ở lại công ty nếu không sẽ phải phục tùng sự phân công công tác lẽ nào trước đây giám đốc không có thư ký hay sao ạ à? tại sao lại để một nhân viên mới chưa hiểu gì như em đi làm thư ký ờ trịnh vì nghĩ nát óc nhưng mà cũng không hiểu được vấn đề trưởng phòng nhân sự hạ thấp giọng nói công ty hai của chúng ta vừa có sự điều chỉnh về mặt nhân sự trong đội ngũ lãnh đạo Giám đốc mới lên yêu cầu sắp xếp lại nhân sự cho phòng giám đốc. Em là người do anh ấy lựa chọn đấy. Trước mắt Trịnh Vi liền hiện lên một hình ảnh vị trung niên đầu hói. Cô than thầm trong bụng. Gây rồi, gây rồi. À, không biết là có phải tối hôm qua bị chú nào háo sắc ngắm trúng hay là không. Đóa hoa đồng nội trong trắng như ta mà phải đi làm thử ký cho trò soi thì. hiểu ơi, khác nào đưa dê vào miệng hổ dường như đoán ra được suy nghĩ của trịnh vi trưởng phòng nhân sự nói em đừng coi thường cái vị trí thư ký này các đời thư ký trước đây của công ty hai chúng ta đều rất giỏi giang không phải người nào cũng làm được đâu vị thư ký trước em hai khóa là thi khiết hiện giờ là thư ký của tổng giám đốc cấp bậc là một chuyện thi khiết mà lên tiếng à thì các trưởng phòng trên tổng công ty không có ai không để cô ấy vài phần vị thư ký trước em một khóa vừa mới tổ chức đám cưới xong chồng là con trai giám đốc kỹ thuật ở trên tổng công ty ấy. hiện giờ cô ấy là phó phòng đối ngoại của tổng công ty công ty hai của chúng ta không giống như các công ty bình thường khác là nơi đào tạo nhân tài nếu em làm tốt công việc của mình thì chắc chắn đây là một bàn đạp rất tốt và em cũng đừng hiểu lầm chắc chắn vị trí thư ký sẽ không tồi tệ như em tưởng đâu Thế em còn trẻ anh mới nói chuyện ngoài lẻ với em ấy. Những người được làm giám đốc của công ty hai Đều là những người có năng lực Càng là những người giỏi giang Càng không có ý đồ gì với thư ký của mình Việc của em là làm tốt cái công việc của mình Mặc dù nói như vậy Nhưng Trịnh Vi vẫn không thể chấp nhận được thực tế này Dù có đánh chết cô Cũng không bao giờ nghĩ rằng mình phải làm thư ký Trong tiểu thuyết Cũng nói nhiều đến những người làm thư ký không phải là những cô nàng ăn mặc sexy thì cũng là những bà cô không trồng búi tóc đằng sau, đèo kính gọng đen. Ngọc diện tiểu phi long như cô lại phải tung hoành ngang dọc trên công trường mới đúng chứ. Tại sao lại có thể làm cái đuôi rồi lãnh đạo được? Thế là cô liền vòng vo vò như muốn ngoan cố chống lại. Em chưa bao giờ được bồi dưỡng cho công việc này. Từ trước đến nay em luôn nghĩ rằng là tương lai của em mình sẽ là một kỹ sư. Bản thân em lại không hiểu về nghiệp vụ văn thư, tại sao lại là em nhỉ? Bởi vì tôi cần một thư ký tốt nghiệp ngành xây dựng, có một vốn kiến thức nhất định về chuyên ngành chứ không phải một người ngoài ngành. À không biết là người vừa cất tiếng nói đó đã đứng ở cửa phòng nhân sự từ bao giờ. Trưởng phòng chỗ à không, à giám đốc Chu trường phòng nhân sự cũng đã đứng dậy cung kính nhìn người đứng ở ngoài cửa và cất tiếng chào trịnh vi liền quay ra với vẻ nghi ngờ bật giặc cố sững người người vừa cất tiếng đó không phải là chu cù thì còn là ai anh ta là giám đốc mới lên của công ty hai ư không biết rốt cục đây là hồi diễn nào vậy bất kỳ sinh viên nào trước công việc mới đều là trang giấy trắng không biết học thì học từ đâu từ trước đến nay tôi đều làm việc rất là nghiêm túc Chính vì vậy làm thư ký cho tôi cũng không phải là dễ đấy. Thế này nhá. Tôi cho cô một ngày để suy nghĩ, không làm cũng không sao cả. Tôi có thể sắp xếp cho cô một công việc khác. Hy vọng cô suy nghĩ kỹ, phòng làm việc của tôi ở tầng 6. Trịnh vì đấu tranh đấu tranh tư tưởng một ngày trong sự mâu thuẫn. Một mặt cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm nghề thư ký, mặt khác cô càng không thể ngờ xếp trực tiếp của mình lại là Chu Củ. Thực ra cũng không phải là cô bài xích công việc này Mà chỉ do là cô chưa có sự chuẩn bị về mặt tinh thần Hoàn toàn chưa bao giờ nghĩ đến việc này Cô đã gọi điện thoại cho Nguyễn Nguyễn Giọng Nguyễn Nguyễn rất lạ Hình như vừa khóc Trịnh Vi hỏi cô có chuyện gì vậy Cô chỉ nói là bị cảm Nghe Trịnh Vi nói xong Nguyễn Nguyễn cũng nghĩ một hồi lâu Ờ, trưởng phòng nhân sự của cậu nói cũng đúng một người đàn ông thành công thực sự trong sự nghiệp thường không ngớ ngẩn đến mức có ý đồ gì với nhân viên của mình đâu ờ, đúng là làm thư ký sẽ khác hẳn chuyên ngành của bọn mình nhưng cũng không ai có quy định công việc bắt buộc phải phù hợp với chuyên ngành hơn nữa đây là một công việc được tiếp cận với lãnh đạo có thể học được nhiều điều trong những vấn đề đối nhân xử thế điều này cũng có lợi cho sự cân nhắc đề bạt của cậu sau này chỉ cần đừng quên các kiến thức chuyên ngành rèn luyện vài năm thì cậu sẽ toàn diện hơn phát triển sẽ tốt hơn đây là quan điểm của tớ quan trọng là quyết định của cậu trịnh vi cúc máy chăn trở ở trên giường một hồi lâu chu Cù nói đúng so với bạn bè đồng nghiệp kiến thức chuyên ngành của cô không có gì là nổi bật cùng lắm sau này cũng chỉ là một kỹ sư hạng xoàng đã như vậy thì tại sao lại không tìm một con đường khác thư ký thư ký của Chu Cù, thư ký theo phiên bản tiểu Phi Long, <laughs> nghe cũng có vẻ không đến nỗi tệ. Sáng hôm sau, tinh thần phấn chấn, Trịnh Vi xuất hiện ở phòng giám đốc trên tầng 6. Cô đứng trước bàn làm việc của Chu Cù, già vẻ rất hiên ngang, anh Dũng nói: "Lãnh đạo, em đến rồi ạ, bàn làm việc của em ở đâu ạ?" Phòng giám đốc Phòng làm việc của Chu Cù là một căn phòng lớn, bàn làm việc của Trịnh Vi đặt ở phòng nhỏ bên ngoài, nhân viên và khách đến liên hệ công tác ra vào phòng làm việc lớn của Chu Cù phía trong đều phải đi qua bàn cô. Trịnh Vi ngồi ở vị trí này hơn 2 tháng trong một tâm trạng nửa tò mò nửa thăm dò, từ sự bối rối ban đầu, dần dần cô đã đĩnh đạc hơn rất nhiều. Thực ra so với các công việc thao tác CAD và tính toán tỷ lệ sắt thép, các công việc văn phòng dễ học hơn nhiều. Hàng ngày công việc chính của cô là thay chu cù đón tiếp tất cả các vị khách đến liên hệ công tác, sàng lọc các cú điện thoại và email, sắp xếp thời khóa biểu công việc cho anh. Làm tốt các công việc truyền đạt thông tin cấp trên và cấp xuống cấp trên và xuống cấp dưới, nhận chuyển công văn giấy tờ, thỉnh thoảng cũng phải chuẩn bị và thu thập một số tài liệu ghi chép hội họp cho anh. Nói một cách đơn giản, cô là người giúp việc cho công việc của Chu Cù, là cái đuôi của anh. Mọi công việc của cô được triển khai xung quanh các hoạt động của Chu Cù, lấy phục vụ tốt lãnh đạo làm tôn chỉ cao nhất. Đối với công việc của mình, Trịnh Vi đã tổng kết được một số nội dung như sau. Đi công tác, xếp chưa bước, ta phải bước trước. Xem xem đường xá có bằng phẳng hay không, ăn cơm. Sếp chưa nếm, ta phải nếm trước, xem xem cơm cành có ngon hay không. Hội họp, sếp chưa nói, thì ta phải nói trước, xem micro có được hay không. Vì thế, mặc dù trên danh nghĩa, cô vẫn thuộc phạm vi quản lý của phòng hành chính. Nhưng trên thực tế thì cô chỉ cần nghe theo sự chỉ đạo của chu củ. Cho dù nghỉ phép hoặc đi đâu ra, chỉ cần chu củ cho phép là được. Công ty Hai có 2 có 2.000 nhân viên, chu củ là lãnh đạo cao nhất phụ trách toàn bộ công việc với tư cách là thư ký của anh, chưa cần nói đến các nhân viên bình thường, ngay cả các lãnh đạo phụ trách các phòng chức năng, dù là công nhân hay là lãnh đạo, chỉ cần xuất hiện ở phòng giám đốc. Cô đều mỉm cười tiếp đón, gặp đồng nghiệp ở văn phòng, bất kể già trẻ gái trai, mồm cô đều dẻo như kẹo. "Ê, câu gì dễ nghe, nói câu ấy." khiến cả hai bên đều vui vẻ thoải mái. Không ai không nói cô thư ký mới đến là một cô gái nhanh nhẹn dễ mến. Thỉnh thoảng được sự cho phép của chu cù, cô cũng ngăn cản rất nhiều vị khách không mời mà đến hoặc không muốn tiếp kiến ở ngay cửa ngoài. Đôi khi sốc nổi giải quyết công việc không được khéo, nhưng mà phần lớn mọi người cũng không suy bỉ với cô. Ngay cả chu cù thỉnh thoảng cũng bị cô trêu chọc, anh phải cười bảo cô là tên tiểu quỷ chính cống nếu hỏi ở công ty hai trịnh vi thấy sợ ai thì đó chính là người mà cô tiếp xúc hàng ngày chu cù chu cù là một người mâu thuẫn nhưng mà khá thú vị anh không phải là vị lãnh đạo thích giữ bộ mặt nghiêm túc để hù dọa cấp dưới ngược lại anh luôn nở nụ cười lời nói cử chỉ cũng khá ôn hòa thậm chí thỉnh thoảng còn có nhân viên hùa đùa với anh những chuyện ngoài công việc anh cũng không để bụng mà dù là dân kỹ thuật nhưng mà anh không khô khan như những kỹ sư khác. Ngoài giờ làm việc, anh có rất là nhiều sở thích, như là sở thích âm nhạc, thích thể thao, hiểu biết rộng, trời cờ giỏi. Sau giờ làm việc, anh biết khen mùi nước hoa của nhân viên nữ một cách lịch sự và độc đáo, cũng biết chú ý tới chiếc váy mới của Trịnh Vi và cất lời khen. Nhưng kể cả là Trịnh Vi, không ai dám tỏ ra xuồng xã và quá trớn với anh. Thời gian đầu... Có anh giám đốc mới lên nhận chức, còn có một số thời gian đầu giám đốc mới lên nhận chức, còn có một số ít cán bộ có thâm niên trong công ty hài coi anh không ra gì, kín đáo hoặc công khai chống đối anh. Khi trao đổi công việc với anh trước mặt tỏ ra phục tùng, sau lưng thì chống lại, chú cù cũng không chấp với họ. Thỉnh thoảng tìm họ nói chuyện, nụ cười vẫn nở trên môi, vẫn rất tôn trọng họ. Nhưng trong câu chuyện anh lại nói chúng tim đen, nhằm thẳng vào vấn đề cốt lõi, khiến họ không thể phản bác từ trước tới nay nguyên tắc của anh là tiên lễ hậu binh. Trước tiên phải lịch sự, sau đó mới nghiêm khắc chỉ ra vấn đề. Những người hiểu biết sẽ tự ý rút lui, gặp phải kẻ nào ngốc nghếch gàn dở thì phần lớn kết cục đều trắng bẻ vàng gì. Mấy tháng đi làm, Trịnh Vi đã gặp hai vị trưởng phòng cũ bị phốt. Một vị về hưu trước tuổi, một vị đến nay vẫn làm công nhân trồng hoa ở phòng hậu cần. Ngày cả Trịnh Vi cũng đã biết được bàn tay sắt và sự tài trí giỏi giang ẩn sau nụ cười của Chu Cù. Bình thường anh không can thiệp nhiều vào công việc của nhân viên, nhưng trong lòng lại biết rất rõ, không ai muốn để sai sót gì trước mắt anh. Trong công việc, Chu Cù rất chu đáo cẩn thận, tích tự làm nhiều việc. À, những việc mà Trịnh Vi phải làm chỉ là một số những nhiệm vụ thường nhật đơn giản, lượng công việc không nhiều, nhưng anh yêu cầu cô rất cao. Bất cứ việc nào chưa hài lòng đều trả về bắt cô phải làm lại, một lần rồi hai lần, cho đến khi nào anh gật đầu mới thôi. Một lần do dùng dập kim đóng tài liệu không được ngày ngắn, Trịnh Vi bị anh yêu cầu luyện đi luyện lại trên tập giấy lộn. Mãi đến khi rèn được thói quen dập kim ở vị trí cách mép trái của tài liệu 2cm cho dù lấy thước đo, ghim cũng phải đều cách mép ngoài bằng nhau. Bình thường anh làm thêm giờ muộn đến đâu, dù là 1 hay là 2 giờ sáng, Trịnh Vi đều phải ở lại cho đến cùng. Hôm sau không được đi làm muộn, với bất kỳ lý do nào. Từ ngày đầu tiên đi làm, anh đã có những yêu cầu. Trước khi anh đến phòng làm việc 5 phút, cô phải có mặt ở vị trí của mình. Chỉ cần anh đi làm được đúng giờ sau buổi thức đêm, cô không được phép lấy cớ lười biếng. Anh đứng mấy tiếng đồng hồ dưới cái nắng gay gắt ở công trường, cô cũng phải đứng phơi nắng sau lưng anh. Thời gian đầu mới đi làm, thỉnh thoảng còn xảy ra chuyện như sau. Đột nhiên anh xuất hiện và gõ bàn làm việc của cô nói, Thư ký Trịnh Vi, tôi nhắc cô một việc, hiện tại đã đến giờ cô phải nhắc tôi đi họp. Chỉ cần anh gọi cô là Thư ký Trịnh Vi, cô liền biết ngay chắc chắn mình bị anh bắt quả tang làm sai chuyện gì. Không cần anh phải trách mắng, cô đã toát hết cả mồ hồi hột trước đây cô không phải là một người chu đáo và cẩn thận hồi nhỏ cũng không phải phục vụ ai lúc đầu cũng thấy tủi thân lắm thầm rủa anh là quá đáng dần dần cũng thấy quen tự giác nhắc nhở mình trong quá trình làm việc cũng phải cố gắng cẩn thận không để xảy ra sai sót dần dần thì số lần chu cù công khai lôi ra những khuyết điểm của trịnh vi cũng ít đi bản thân cô cũng cảm thấy mình đã có sự thay đổi lớn trong công việc thực ra thì cô cũng biết gặp được chu cù là một điều may mắn đối với cô mặc dù nghiêm khắc nhưng anh rất là nhẫn nại trách mắng xong cũng không để bụng gần như là một người luôn theo sát và dạy cô làm việc và đối nhân xử thế vì thế cô rất cảm kích và tôn trọng anh sau giờ làm việc cô có thể chơi cờ cùng với anh hai người đỏ mặt tía tai đạp bàn quát nhau cô cũng có thể chê tiểu lượng của anh kém ngay trong bữa ăn nhưng chỉ cần đến giờ làm việc là phải cần cù tận tụy, không dám lơ là nửa phút. Sau này cô được tiếp xúc với nhiều đồng nghiệp làm cùng làm thư ký ở các công ty con khác. Trước mặt lãnh đạo họ đều tỏ ra cung kính, nhưng mà sau lưng lại chỉ trích chửi đổng. Chỉ có cô tự đáy lòng cô luôn tôn trọng và sùng bái chu cù. Sự nghiệp của anh thuận lợi khiến cô thực sự vui mừng. Anh gặp khó khăn cô cũng cảm thấy lo lắng cho anh. Trước mặt mọi người cô đều bảo vệ anh đối với cô sự tồn tại của anh có một ý nghĩa kỳ lạ anh vừa lãnh đạo vừa là thầy vừa là bạn vừa là cha uh, vừa là anh tình cảm này hoàn toàn xuất phát từ lòng vô tư không hề có chút tạp niệm sớm chiều tiếp xúc với anh cho dù là phòng làm việc cũng không bao giờ nghi ngờ tình cảm này ngay cả trong suy nghĩ trịnh vi cũng chưa bao giờ nghĩ đến điều gì khác trước mặt hay sau lưng mọi người, hai người đều thẳng thắn vô tư. Một bên là vị sếp đang lên như diều gặp gió, một bên là cô thư ký trẻ trung xinh đẹp, ngày ngày đi đâu cũng có nhau. Trong công ty cũng chưa bao giờ có đồn đại gì. Ngay cả vợ chu của... kế toán của một công ty cũng kế toán của một công ty cũng rất quý trịnh vi trịnh vi cũng một câu trị ngụy hai câu trị ngụy rất nhiều lần tiếp khách chu cù tiểu lượng kém quỵ tổn tích đều phải nhờ trịnh vi lái xe đưa anh về đến tận nhà mới yên tâm